qua thì nhóm có đưa ra được cái bài ba cái bài học tâm đắc. Thì trong ba cái bài bài học tâm đắc này thì nó nằm trong hai cái nội dung. Cái nội dung đầu tiên á thì nó nằm ở trong cái vấn đề là năng lượng, đó là giải quyết năng lượng tiêu cực. Thì vấn đề năng lượng tích cực thì anh chị lúc nào cũng phải có sự tích cực rồi, anh chị quản trị rồi, nên em không muốn nói thêm vào. Thì chúng ta tập trung vào là cái giải quyết cái năng lượng tiêu cực. Đó, thì em qua bài học của thầy thì em cũng lúc rút ra được một số cái vấn đề. Ngày xưa thì cũng giải quyết nó đi theo cái hướng nó hơi xa. Là không có sự điểm tĩnh lại. Còn sau buổi học qua thì cũng có sự suy nghĩ lại, tống qua về suy nghĩ lại, nên là cũng có những cái phương hướng giải quyết. Tức là cũng có lúc thiền tịnh lại để suy nghĩ cái tiêu cực của các bạn nhân viên dưới, cấp dưới, hoặc là tiêu cực từ phía khách hàng. Đó thì rất là cảm ơn thầy chia sẻ ngày hôm qua. Đó là thứ nhất là về năng lượng. Còn cái bài học thứ hai á, là bài học nằm trong cái 12 tầng. Thì nó chủ yếu tập trung vào cái bánh xe vận hành doanh nghiệp á. Thì bánh xe tự động hóa doanh nghiệp. Đúng không? Thì em á, thì em đưa ra hai cái vấn đề ở trong đó. Đó là vấn đề quản trị mục tiêu. Quản lý cái mục tiêu. Và vấn đề thứ hai là rủi ro. Thì dựa khi mà có cái bài cái game show á, cái game mục tiêu của mình á, thì bắt đầu em mới nghĩ lại. Đúng thật là mình ngày xưa là mình cũng chỉ là mục tiêu thì nó là nhận cái cao nhất, chứ mình không đi từng bước bước một, không chia nhỏ ra public, đúng không? Đúng rồi. Thì qua cái bài đó là em cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm từ đấy. Cảm ơn thầy. Cái thứ hai, còn cái thứ ba mà nhóm em gặp khó khăn nhất và chia sẻ trong ngày hôm nay, và mong hy vọng là thầy và cùng các anh chị có thể đưa ra cùng cái phương hướng để mình giải quyết tốt nhất, đó là cái vấn đề quản lý rủi ro. Ngày hôm qua cả nhóm đưa ra thì đến cái khâu quản lý rủi ro đều về không điểm hết. Từ 3 đến cái bánh xe đấy, chấm điểm bánh xe sơ bộ đấy, đúng rồi, chính xác. Thì rủi ro của em và cả nhóm đều giống nhau, đó là liên quan đến vấn đề công nợ khách hàng. Thì doanh nghiệp em là doanh nghiệp thương mại thôi, em cũng có vừa chia sẻ thì cũng như thương mại nhưng mà cũng đến triệu đô rồi. Chứ không phải là không. Thì cũng bị rủi ro về công nợ rất là nhiều. Mà nếu như trong trường hợp mà làm gắt với khách hàng, cũng có những sự hợp đồng qua lại khác nhau, làm gắt khách hàng á, thì khả năng là rớt khách hàng rất là cao. Mà nếu đưa ra nộp phát thì nó sẽ dẫn đến cái rớt của doanh nghiệp á. Thì cũng không hay, nên là hiện tại là em và các ban quản trị vẫn đang là rất là khó khăn trong cái vấn đề giải quyết cái công nợ đấy. Thì hy vọng buổi học hôm nay thì sẽ được chia sẻ sâu sắc hơn về cái vấn đề quản lý rủi ro. Ok, các bạn chào tất cả, lớn nào, vỗ tay.